Xin chào quý vị và các bạn. Xin quý vị cùng thưởng thức một tác phẩm Bầm ơi của nhà thơ Tố Hữu. Xin quý vị cùng thưởng thức. Thăm mẹ quê ta, chiều nay có đưa con xa nhớ thăm. Bầm ơi có rên không bầm, heo heo gió núi lầm thầm. Bầm giá ruộng cây bầm rốn, chân lồi dưới bùn tay cây mạ non. Mạ non bầm cây mây đón, ruột gan bầm lại thương con mấy lần. Mưa phùn ướt áo tứ thân, mưa bao nhiêu hạt thương bầm bầy. Bầm ơi sớm sớm chiều chiều, thương con bầm chớ lo nhiều bầm nhé. Con đi trăm núi ngàn khe, không bằng muôn nơi tại tê lòng. Con đi đánh giặc nhiều năm, chưa bằng khó nhọc đời bầm 60. Con đi tìm tuyến xa xôi, yêu bầm yêu nước cả đôi mẹ hiền. Nhớ con bầm nhé đừng buồn, giặc tan con lại sớm mong cùng bầm. Mẹ già tóc bạc hoa râm, chiều nay chắc cũng nghe thầm tiếng.